Mitsubishi vừa giới thiệu mẫu xe ý tưởng XFC Concept vào sáng nay. Khách hàng Việt Nam có thể đặt hàng trước mẫu xe này từ 26 tháng 10. Hãng xe Nhật Bản tiết lộ phiên bản thương mại của XFC Concept sẽ được mở bán trong khoảng giữa năm sau đến đầu năm 2024. Việc lựa chọn Việt Nam để lần đầu tiên cho ra mắt mẫu xe Concept này cũng cho thấy tầm quan trọng của thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam A nói chung với sản phẩm hoàn toàn mới này. XFC Concept được định vị ở phân khúc SUV hạng B lựa chọn ở phân khúc đang trong giai đoạn phát triển sôi động có thể giúp XFC concept thành công, tuy nhiên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với những cái tên quen thuộc. 1. Mức giá cần có tính cạnh tranh cao. Dù sắp cho phép đặt cọc, Mitsubishi không đưa ra giá bán của XFC concept. Hãng chỉ tiết lộ xe sẽ có mức giá cạnh tranh trong phân khúc và từ chối đưa thêm bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến giá bán. Hiện tại phân khúc SUV hạng B đang có các mẫu xe Hyundai Creta, Kia Seltos Peugeot 2008, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V. Giá bán các mẫu xe này đang trải dài từ hơn 600 triệu đến tiệm cận 950 triệu. Những thông tin về trang bị hay loại động cơ trên XFC Concept bản thương mại vẫn còn là ẩn số, vì thế khó có thể ước lượng được giá bán của mẫu SUV này. Nếu muốn có lợi thế, XFC Concept cần có giá ở mức khoảng 700 triệu. Con số 700 triệu nằm ở mức trung bình của phân khúc SUV hạng B tương đương với các phiên bản giữa của Hyundai Creta hay Kia Seltis, và dễ tiếp cận hơn giá khởi điểm của Corolla Cross, giá 746 triệu hay Honda HR-V giá 826 triệu. Ngoài biến thể dùng động cơ đốt trong, Mitsubishi cũng đưa thông tin XFC Concept sẽ có biến thể thuần điện. Chắc chắn XFC Concept F sẽ có giá bán đắt hơn, khả năng cao giá bán sẽ ngang hoặc nhiều hơn Corolla Cross HV giá 936 triệu. Nếu được giới thiệu đúng theo kế hoạch, XFC Concept F sẽ là mẫu SUV đầu tiên trong phân khúc hạng B có lựa chọn thuần điện. Hiện tại chỉ Toyota Corolla Cross có phiên bản hybrid, tất cả mẫu xe khác đều là động cơ đốt trong truyền thống. Tất nhiên XFC Concept F sẽ không là biến thể chủ lực của mẫu SUV này. Việc giới thiệu tùy chọn thuần điện giúp Mitsubishi quảng bá hình ảnh nhiều hơn là thúc đẩy doanh số. 2. Khó đòi hỏi những trang bị quá hiện đại. Chiếc XFC Concept trưng bày tại thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với nhiều trang bị hiện đại, chưa từng xuất hiện trong phân khúc, cũng như số đông sản phẩm ô tô đang được bán tại Việt Nam. Camera thay gương chiếu hậu là điểm gây chú ý nhất khi nhìn vào XFC Concept. Một chi tiết khác tạo điểm nhấn bên ngoài xe là nút nhấn nhỏ giúp mở cửa. Khoang lái cũng có nhiều điểm đặc biệt như không có cần số, cửa sổ trời thiết kế thu hẹp dần phía sau. Tuy nhiên đây chỉ là mẫu xe ý tưởng. Đối với một mẫu SUV hạng B, phiên bản thương mại khó có thể giữ được những trang bị đang có trên xe ý tưởng, nếu muốn có được giá bán cạnh tranh, như điều Mitsubishi mong muốn. Tất nhiên đó chỉ là dự đoán, không loại trừ khả năng Mitsubishi sẽ có những bước đi táo bạo để thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là trong phân khúc SUV đô thị đang ngày càng phát triển. Phân khúc SUV hạng B đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa tân binh Hyundai Creta với Toyota Corolla Cross. Trong tháng 9, Creta vươn lên dẫn đầu với doanh số 1.735 chiếc, nhiều hơn Toyota Corolla Cross 616 chiếc, kia Celtics tạm xếp cuối bảng khi chỉ bán được 826 chiếc.